Review mạnh như dâu trắng thời trẻ, tại sao lại bị bỏ lục đánh bại? Edward Review tự xưng là con trai dâu trắng với rất nhiều mũi khâu vá trên người hắn và sự xuất hiện của Stacy. khả năng cao tên này cũng là nhân bản người đàn ông mạnh nhất thế giới một thời. Review được Kizaru mô tả sở hữu sức mạnh ngang ngửa dâu trắng thời trẻ. Vậy tại sao khứa lại bị đô đốc Rio Kugiu đánh bại? Suy ra bố già thời đấy thua cả đô đốc hay sao? Câu trả lời là chưa chắc. Theo giả thuyết nhân bản, chúng ta suy ra Weaver chỉ sao chép được sức mạnh thể chất, rõ ràng tính cách và ngoại hình của hắn lỗi tùm lum. Sức mạnh cơ bản của dâu trắng có thể xứng tầm thất vũ hải, nhưng vì Weaver chưa rõ có sở hữu năng lực trái ác quỷ chấn động hay không, thế nên bị Rio hành là điều hiểu được. Với cả đây là một đô đốc chứ không phải là mấy thằng CP không giờ hơi. Và thời điểm Kizaru so sánh Weaver với dâu trắng ở giai đoạn bố già còn khá trẻ, có thể đang phục vụ trong băng Rocks và mới gia nhập clan, sức mạnh chưa đạt đỉnh cao thì làm sao chơi nổi một trong ba chỉ huy mạnh nhất tổng bộ hải quân? Tóm lại, câu hỏi mình thắc mắc lúc này, liệu rằng bò lục có sử dụng năng lực hút chích giảm mỡ giúp review có được thân hình cơ bắp như ông bố của mình? Anh em nghĩ sao về vấn đề này?